Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đến với bản tin giá cả thị trường chăn nuôi ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Điểm tin giá heo hôm nay. Giá heo hơi Trung Quốc hôm nay tiếp tục biến động yếu quanh mức 14,8 tệ trên kg tương đương 50.000 đồng, trên kg đối với giá bình quân quanh 15 đến 15,7 tệ trên kg tương đương 51 đến 53.000 đồng, trên kg tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc, chủ yếu do áp lực nguồn cung heo dồi dào trong khi phía cầu chưa có cải thiện. Theo tính toán với mức giá heo như hiện nay, người chăn nuôi Trung Quốc đang lỗ khoảng 260 tệ trên con tương đương 900.000 đồng trên con, với heo nái tự nuôi và 475 tệ trên con tương đương 1.600.000 đồng trên con với heo mua ngoài, tương đương mức lỗ giai đoạn tháng 3 đến 5 của năm 2022. Tại sàn Đại Liên, lo ngại cung vượt cầu tiếp tục kéo giá heo hơi xuống thấp trên dưới 1% trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Theo dự báo của các chuyên gia, giá heo Trung Quốc rất khó đạt được những bứt phá tăng trong những ngày cuối tháng 3 và tới giữa tháng 4 tới đây, xu hướng biến động giá yếu sẽ tiếp tục bao trùm lên toàn bộ mặt bằng chung giá heo thịt, cũng như heo giống của nước này. Nên cho dù biên có được mở thì với mức giá như hiện nay, không thể tạo động lực nối, lại hoạt động xuất nhập khẩu heo sống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Giá heo Thái Lan nhích nhẹ thêm vào hôm nay nhờ sức tiêu thụ có chiều hướng cải thiện hơn, trước dịp Tết truyền thống tại nước này, đưa mặt bằng giá lên quanh 86 bạt trên kg tương đương 60.000 đồng trên kg. Tại Campuchia giá heo duy trì mức 8.200 đến 8.600 rin. Trên kg tương đương 48 đến 50.000 đồng trên kg, đây là mức giá ngang bằng với Việt Nam nên không thể tạo được sức hút heo nhập từ Việt Nam sang. Tại Lào giá heo vẫn duy trì ổn định quanh mức 63.500 đồng trên kg và tại Indonesia ghi nhận mức tăng tốt giá heo ghi nhận hôm nay quanh mức 88.000 đồng trên kg. Tại Việt Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận có sự biến động nào vẫn tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Ở miền Bắc giá dao động quanh mức 48.500 đến 53.500 đồng trên kg. Cụ thể, các địa phương bao gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang đang thu mua heo hơi với giá 50.000 đồng trên kg. Trong khi đó, 48.000 đồng là mức giao dịch thấp nhất khu vực tiếp tục được chứng kiến tại các địa phương bao gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình. Heo hơi tại các địa phương khác được giao dịch ở mức 49.000 đồng trên kg. Giá heo giống sách tai biểu 6 đến 7 kg dao động trong khoảng 900 đến 1 triệu 100.000 đồng trên con. Ở miền Trung và Tây Nguyên, giá giao động quanh mức 46 đến 53.500 đồng trên kg. Trong đó, heo hơi tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận đang được thu mua với giá 51.000 đồng trên kg. Các địa phương bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đang giao dịch ở mức 48.000 đồng trên kg. Các địa phương khác đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 49 đến 50.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 48 đến 51.000 đồng trên kg. Giá heo hơi tại miền Nam, hôm nay giao động quanh mức 50 đến 53.000 đồng trên kg. 52.000 đồng trên kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Cà Mau và Vũng Tàu. Các địa phương bao gồm Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Kiên Giang duy trì thu mua heo hơi với giá 51.000 đồng trên kg. Thương lái tại các tỉnh, thành còn lại đang giao dịch heo hơi ở mức thấp nhất khu vực là 50.000 đồng trên kg. Giá heo giống sách tài biểu 6 đến 7 kg vẫn duy trì trong khoảng 1.250.000 đến 1.370.000 đồng trên con. Điểm tin giá gia cầm trong nước hôm nay. Với gà trắng, tại miền Bắc gà trắng vẫn ghi nhận mức tăng từ 500 đến 1.000 đồng trên kg. Vào sáng nay, nâng mặt bằng chung lên 32 đến 36.000 đồng trên kg. Trong đó mức 36.000 đồng trên kg áp dụng cho đàn biểu to 4 kg trên con. Theo các thương nhân nhận định, khả năng giá gà trắng sẽ tiếp tục tăng vào ngày mai. Do nguồn cung thực tế đang vãn lại, gà biểu to khan hơn. Tại miền Trung và Tây Nguyên giá gà không có sự biến động nhiều so với ngày hôm qua mặt bằng chung vẫn giữ mức ổn định quanh 28 đến 35 000 đồng trên kg. Tuy nhiên ghi nhận giá tại Lâm Đồng có sự tăng nhẹ 1 000 đồng đưa giá khu vực này lên mức 28 đến 29 000 đồng trên kg. Tại miền Nam, giá gà trắng hôm nay ghi nhận mức tăng 1 000 đồng trên kg đưa mặt bằng chung lên 27 đến 28 000 đồng trên kg. Giá 26 000 trên kg không còn. Với gà màu, giá hôm nay không ghi nhận biến động gì so với ngày hôm qua. Với gà ta lai, Giá tại miền Bắc và miền Trung giữ ổn định ở mức 34-38.000 đến đồng trên kg, trong đó mức 38.000 đồng trên kg áp dụng cho đàn gà bắt nguyên mái. Tại miền Nam, giá cũng đi ngang mức 30-32.000 đến đồng trên kg. Với các gà công ty nuôi 90 ngày, nguồn cung gà thả vườn có chiều hướng vãn dần, từ đầu tháng 3 hỗ trợ giá gà công ty phục hồi. Tuy nhiên, biên độ tăng khá hẹp khi tiêu thụ tại thị trường chưa nhộn nhịp và giá bán của các công ty chỉ duy trì dưới hoặc ngang điểm hòa vốn miền Bắc 44 đến 50 000 đồng trên kg, miền Trung 44 đến 46 000 đồng trên kg, miền Nam 47 đến 48 000 đồng trên kg. Với vịt thịt, tại miền Bắc, giá vịt giữ mức ổn định quanh mức 40 000 đồng trên kg. Sức tiêu thụ vịt thịt từ cuối tuần trước đến nay chậm lại do ảnh hưởng của thời tiết lạnh, tuy nhiên nguồn cung vịt thực tế không còn nhiều, cùng với dự báo thời tiết cuối tuần này sẽ khô ráo trở lại, sẽ hỗ trợ giá bán trở nên bình ổn hơn. Tại miền Trung, miền Đông và miền Tây hôm nay giá vịt ghi nhận mức giảm 1 đến 2.000 đồng trên kg so với ngày hôm qua đưa giá vịt miền Trung dao động quanh mức 42 đến -47 47.000 trên kg giá vịt miền Đông về mức 47 đến -50 50.000 trên kg và miền Tây còn 49 đến -50 50.000 đồng trên kg về giao dịch tại các chợ đầu mối tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ ở miền Bắc lượng gà trắng về chợ ổn định quanh mức 3.000 con chợ bán chưa có nhiều cải thiện giá gà mua xô giảm nhẹ xuống quanh mức 37,5 đến 38.000 đồng trên kg Tuy giá bán ra của các hàng tuyển chọn hay còn gọi là hàng đầu có nhích nhẹ lên quanh mức 42.000 đồng trên kg nhờ lượng gà trống về nhiều hơn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin giá cả của một số vật nuôi khác trong nước ngày hôm nay. Mọi thông tin giá cả chi tiết trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả mỗi ngày. Hãy cùng đồng hành và đón xem bản tin giá cả của chúng tôi vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.